Mình chào quý vị các bạn, mình chào các bác các anh em. Thì trong clip ngày hôm nay em lại giao lưu với các bạn anh em một con ly thuộc hạng phân khúc rất là được nhiều anh em chơi của Đền Nông các bạn anh em nhé. Con trước mặt các bạn anh em đây là một con ly Đền Nông BMA780D. Vòng dòng này thì cách đây khoảng 2 năm trước, thì nó dao động khoảng 11 triệu các bạn em nhé. Nhưng trong clip ngày hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá gọi là siêu tốt tại thời điểm hiện tại các bạn anh em nhé. Tại vì bây giờ bên em nó là hàng đấu giá mạng Nhật về thì các bạn em biết là giá sẽ tốt, rất là tốt các bạn em nhé. Để giao lưu các bạn anh em thì con trước mặt các bạn anh em đây là con Đền Nông BMA780D. Mặt thì đó là mặt màu đen, các núm nút rất là to, các bạn núm nút rất là to, nhìn rất là hầm hố. Trên một con ly này nó có thể đánh được hai cặp loa cùng một lúc các bạn nhé, A và B hoặc là A cộng B, đánh hai cặp loa cùng một lúc luôn các bạn nhé. Nếu như đánh hai cặp loa cùng một lúc thì trở kháng cặp loa thì hai cặp loa đó phải là từ 8 ohm các bạn em nhé. Còn đây là chỉnh bát này, chỉnh chép này, đây là cắt giải các bạn nhé. Còn khi mà các bạn anh em cắm cái chỗ mà nó có cái cổng, đây là con này nó có cái giải mã tín hiệu của Cossian các bạn nhé. Nó giải mã cái đường đồng trục các em nhé. Đây thì nó khi mà cái giải mã thì nó sẽ hiện lên ở đây. Bây giờ em đang cắm vào cổng CD không có giải mã các bạn em nhé. Nhiều anh em mà chơi âm ly, chơi những đồ TV mà lâu đời đấy, nó sẽ có một cái cổng Cossian các bạn nhé. Kể cả âm ly cũng vậy, kể cả CD cũng vậy, CD cũng những cái đời cao cấp ấy, nó thường hay có cái cổng Cossian, nó là cái đường hoa sen đồng trục các em nhé. Vâng, thì đây nó có ba lăng này, lau lớt đầy đủ. Thì bây giờ trước khi đi vào phần mỏ máy móc của nó ra thì các bạn anh em hãy lưu ngay số điện thoại của em vào. Nếu như anh em nào mà đầu tiên xem kênh của em thì hãy lưu ngay số điện thoại của em vào các em nhé, 0948602386. Em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bạn anh em vâng trong cái dịp mà nghỉ lễ này các em nhé. Nói chung là con âm ly này thì nó được cả hai yếu tố các bạn nhé. Các bạn anh em có thể là vừa nghe nhạc mà vừa có thêm vang, hát karaoke gia đình cũng rất là tốt. Cái con âm ly Đền Nông này nó đáp ứng cho các bạn anh em giải bát rất là sâu. Đặc biệt các anh em mà thích là hát karaoke ấy, nó đánh tiếng rất là hay, bát sâu, chép rất là bay các bạn em nhé. Thì bây giờ em sẽ mở cái phần lắp lưng của nó lên các bạn nhé. Mình em quay một tay, các bạn anh em cũng thông cảm, em lưng lên nó hơi khó. Còn đây, đây là cái phần máy móc của nó các bạn em nhé. Máy móc của nó thì trước khi các bạn anh em nhìn thấy đó là một con nguồn rất là lớn các bạn nhé. Nguồn rất là lớn này, bằng bàn tay em luôn này các bạn anh em. Và có bốn con tụ lọc. Đây thì nó là cái tản nhiệt rất là lớn các bạn nhá. Máy móc đây, còn nguyên bụi đây này, đấy, các bạn em nhìn thấy bụi chưa này? Còn nguyên bụi, đấy, lau qua là sạch sẽ luôn. Máy móc con này thì chạy là bốn con sò Sanken 2 vít các em nhá. Dòng sò này công suất rất là lớn đấy. Đó, máy móc còn rất là đẹp. Vâng, đây là đằng sau của nó. Đằng sau của nó sẽ có một cái đường giải mã tín hiệu của digital các em nhé. Rắc hoa sen đồng trục cho giải mã đầu CD này, đầu DAT này, AUX, có nghĩa là cái đường mà các anh em hay cắm vào điện thoại ra ấy các em nhé. Đường vào đây là đường đồng trục các em nhé. Còn analog input có nghĩa là đường các anh em hay lấy tín hiệu từ TV mà có hai rắc đỏ và đen, đỏ và trắng các em nhé. Đây AUX này, đây là cắm ở CD. Sẽ có một cái tem Đền Nông BMA780D, công suất là 216W, điện đầu vào là 100V các bạn anh em nhé. Đây đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giắc kết nối rất là lớn, phù hợp cho các bạn anh em có thể là vừa nghe cũng như là vừa hát karaoke. Và các bạn anh em đang loay hoay, các bạn anh em có những cái cặp loa Pou 301 các bạn em nhé, 301 hay 501 mà muốn sở hữu một con âm ly mà có đáp ứng được 2 trong 1 là vừa nghe nhạc và cũng như là hát karaoke gia đình, thì bây giờ con này thì chỉ cần thêm là vang và mic là các bạn anh em có thể là gieo ngao gia đình được rồi các bạn em nhé. Thì con này giá thị trường bây giờ nó đang khoảng 8 triệu 9 triệu. Nói chung là em sẽ không quan tâm về giá. Nếu như anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của em, giá để cho các bạn anh em là 7.500.000 đồng, em vẫn bao ship toàn quốc cho các bạn anh em chơi cũng như trải nghiệm cái dòng âm ly của Đền Nông để ghép vào dòng loa Bow, loa Nhật, loa Mỹ đều đánh được hết các bạn em nhé. Cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt.
Hẹn gặp các bạn anh em trong những video tiếp theo.